Nằm ở giữa trung tâm thành phố Hưng Yên, Hồ Nam Hòa cùng với đảo Cò tại phường Lê Lợi đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết khí hậu, thoát nước mùa mưa lũ, tạo cảnh quan sinh thái cho thành phố. Tuy nhiên, thời gian qua mặt hồ xuất hiện tình trạng cá chết bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường quanh khu vực này. Hiện tượng cá chết tại Hồ Nam Hòa những ngày qua do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi thất thường, nắng nhiều. Năm nay do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời tiết ít mưa, mực nước hồ cạn và ô nhiễm khiến cá chết nổi hàng loạt. Thường thường thì chỉ 1-20 cân, cá to cá nhỏ là nó cứ lác đác nó chết. Giờ rời thì cũng 20-30 cân, 40 cân. Tôi chỉ muốn là cái hồ này là làm sao cho nước trong sạch, không ô nhiễm, không nuôi cá. Chúng tôi cứ đi quanh hồ này là gió nó thổi chỗ nào là mùi nó lên. Nó cá trước nó ăn nó chết nó nổi rất là nhiều, mùi thối. Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do cá chết, cuối năm 2012, đơn vị quản lý hồ là Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp với sự có mặt của các phòng ban chuyên môn của thành phố, công an phường Lê Lợi và các chủ thầu cá, thống nhất ra biên bản về việc chấm dứt tình trạng nuôi thả cá trái phép từ ngày 31 tháng 12 năm 2012. Công ty cũng tăng cường công tác kiểm tra, thu gom, xử lý ngay khi có hiện tượng cá chết để hạn chế ô nhiễm. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn có tình trạng người dân lén lút thả cá xuống hồ. Mặt khác, khi chưa có giải pháp thau rửa, làm sạch nước hồ thì hiện tượng cá chết và ô nhiễm nguồn nước khó có thể được xử lý triệt để. Công ty đã có văn bản cấm thả bắt cá ở hai hồ. Thì một lần vào tháng 2, có một số đối tượng thả một chuyến cá xuống hồ ở phía đường Vũ Trung Phụng. Xe họ chở cá đến thì họ đổ xuống hồ quá nhanh xong họ đi. Nên anh em bảo vệ thì cũng phát hiện ra nhưng mà cũng không kịp ngăn cản. Được biết hồ Nam Hòa có một cửa cống mặt đường Lê Lai thông ra hồ An Vũ 2 và sông Điện Biên để điều tiết nước hồ. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại do quá trình thi công, làm cầu trong công viên Nam Hòa, đơn vị thi công đã tạm thời dỡ bỏ cửa cống xả này. Dự kiến đến khi hoàn thành mới làm lại cửa cống xả. Thực tế trên cho thấy, để cải tạo môi trường hồ điều hòa công viên Nam Hòa, rất cần một giải pháp tổng thể về mặt công nghệ, kỹ thuật và chính sách quản lý vận hành phù hợp, đảm bảo hài hòa vai trò điều tiết nước mưa, giảm thiểu ngập úng với các vai trò khác của hồ đô thị. Việc cải tạo hồ có ý nghĩa quan trọng trong việc tái tạo cảnh quan môi trường, cũng là góp phần tạo nên một điểm đến vui chơi hấp dẫn cho người dân và khách du lịch khi về với phố Hiến, Hưng Yên. Nếu mà để xử lý tình trạng này thì theo tôi thì phải khử khuẩn nguồn nước này cũng như là hệ thống bùn ở dưới đáy hồ thì mới có khả thi làm sạch luôn luôn sạch được cái nguồn nước này.